mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Hana Giang Anh. Ở video ngày hôm nay thì các bạn sẽ không thấy mình nói về việc tập luyện hay là dinh dưỡng hay là chuyện sách làm tình hay là mấy câu chuyện làm đẹp nữa, mà hôm nay mình lại đi tâm sự và trải lòng về những cái kinh nghiệm làm YouTube của mình từ con số 0. Hôm nay mình mới tổ chức gọi là một buổi hội thảo. Buổi hội thảo cách làm YouTube từ con số 0, và xin mời mọi người cùng lắng nghe nhá. Nào, ở đây chúng ta có huấn luyện viên Kit, hay còn gọi là Kit Cực. Đây là Sara, huấn luyện viên mới khóa 5 đúng không? Khóa 5, còn Kit là khóa 3. Và đây là Alice là khóa 1. Già nhất. Thế hôm nay tổ chức buổi hội thảo này thì chúng mày có muốn hỏi gì thì cứ hỏi tất tần tật. Chị Hana làm YouTube được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chị làm từ năm 2011, 9 năm. Ừ, 9 năm, đúng rồi. 10 năm rồi đấy, sắp kỷ niệm 10 năm. Chị không bao giờ nghĩ đến mấy cái cột mốc đấy luôn ấy. Tại vì thật ra là cái kênh đang thành lập này nó là năm 2013. Còn trước đấy là làm một cái kênh khác. Cái kênh đấy là hồi mới đi làm, là gọi là không biết gì giống em ấy, thì cũng quay kiểu điện thoại các thứ, xong rồi không biết cách chọn nhạc, thế là dính nhạc bản quyền hết, thế xong không kiếm tiền được nữa. Thế là năm 2013 là lúc đấy thì kênh kia được khoảng 80.000 người theo dõi đấy, xong rồi mới bỏ đi để làm một cái kênh này. Cái khó khăn nhất mà chị gặp phải ấy khi bắt đầu chị làm YouTube là gì? Không có gì khó quá ngoại trừ việc chán. Bây giờ em cứ tưởng tượng là một tuần chị làm 4 cái video, một năm thì chị làm mấy cái, và nếu mà 10 năm thì chị sẽ làm mấy cái? Rất nhiều. Và có những cái lúc mà thời điểm mình cũng kiểu không biết là mình nên làm gì nữa, bởi vì mình làm nhiều quá. Thời gian đầu thì có thể mọi người sẽ rất là sung sức thôi, nhưng mà một lúc ở đấy mọi người sẽ bí ý tưởng. Cái lúc chán ấy, chị làm thế nào để mà chị có thể kiến tạo ra được những cái nội dung nó chất lượng ở trên cái kênh YouTube của mình? Lúc chán ấy hả? Lúc chán thì phải nghỉ. Đơn giản đấy thôi mà. Thì ví dụ như là sẽ có những cái năm mà mọi người thấy như kiểu, chị không nhớ chính xác là năm bao nhiêu, nhưng mà có một số những cái năm là cả năm chị không làm một cái video luôn. Chị nghỉ hoàn toàn luôn. Tại vì mình phải làm một cái gì mình thực sự yêu thích, chứ mình không được làm theo kiểu là cái máy sản xuất ý. Chị hay nói đùa mọi người chị là máy đẻ video, nhưng mà thực chất là mình vẫn phải có niềm vui trong việc sản xuất thì mình mới làm. Còn nếu mà mình đã không thích thì mình sẽ không làm nữa. Thực ra thì chị Hana, kể cả cái việc trong cái việc mà làm YouTube cũng như là trong cái việc mà quản lý các cái huấn luyện viên, thì chị cũng có chia sẻ là trong cái công việc của mình thì đôi khi có những cái việc mình làm với đam mê, nhưng mà có những lúc là mình sẽ cảm thấy chán. Và chị sẵn sàng là cho các huấn luyện viên có thể là off một tuần này, một tháng này, để có thể giải tỏa và tìm lại được cái niềm đam mê trong công việc. Đấy gọi là lạt mềm buộc chặt. Đúng rồi, thả ra để một là nó đi là nó đi hẳn, không là nó sẽ quay về, nó tự quay về không? Kiểu là chị ơi cho em đi dạy đi. Vậy thì từ khi mà xây dựng nên cái YouTube đến thời điểm tại thì những cộng sự của chị thì có nhiều hay không? Khi mà mình đã coi nó là cái nghề thì mình phải có cái tư duy làm mọi thứ nó theo kiểu hệ thống. Xong rồi chị sẽ xây dựng tất cả những cái đội ngũ và ekip xung quanh mình. Đầu tiên là sẽ tập hợp các bạn giúp mình làm content, viết bài, xong rồi là trả lời comment, người quay, người dựng. Sau đó sẽ có thêm trợ lý, rồi có thêm một trợ lý nữa, và cuối cùng là có một quản lý. Rồi sau đó nó sẽ nhân rộng ra. Bây giờ ấy là đặc biệt nhất có bọn em, tại vì bọn em gọi là những cái Hana phẩy ấy, cái đấy là cái đỉnh. F1. Trong những cái lúc mà đi làm nghề của mình thì chị đã có chia sẻ là cái khó khăn rồi, thế còn những cái niềm vui khi mà làm YouTuber của chị là gì? Thế theo bọn em là gì? Là thứ nhất là được thể hiện cái đam mê của mình này, có nhiều người theo dõi này, được mở mang, tức là mình sẽ luôn luôn tìm kiếm những cái gì đấy hay ho để mình có thể chia sẻ với mọi người. Còn tiền nữa. Nói chuẩn đấy à. Đấy, xong hỏi luôn, làm YouTube có kiếm nhiều tiền không? Ờ đấy, ai cũng thắc mắc đấy. Không phải là làm YouTube có kiếm được tiền không, mà chị có kiếm được nhiều tiền không ạ? Chị không biết những người khác như nào nhá, tại vì có những cái kênh mà người ta chia sẻ là người ta kiếm được cả mấy trăm triệu hay cả mấy tỷ một tháng ấy, nhưng mà chị không hiểu sao người ta có thể kiếm được nhiều thế luôn. Tại vì chị coi ngay từ những cái ngày đầu tiên chị làm là tiền nó không phải là vấn đề. Bởi vì cái tiền đấy ấy, có quan tâm đến nó nhiều chăng nào chăng nữa thì nó cũng không bao giờ bù lại được cái tiền sản xuất của chị. Chị rất coi trọng cái việc hệ thống ấy, nên là cái tiền đầu tư của chị bao giờ nó cũng nhiều hơn rất nhiều so với cái tiền YouTube mà nó kiếm lại. Nhiều khi chị nó chỉ đủ để chị sản xuất 4 video một tháng thôi.
Nhưng mà chị làm nhiều hơn rất nhiều. Và đôi khi có những cái video mà ví dụ tập như này chẳng hạn, chị sẽ chọn nhạc rất hay để cho mọi người được nghe nhạc và cảm thấy thoải mái. Xong rồi chị tắt béng chức năng kiếm tiền luôn mà. Chỉ bởi vì là chị muốn mọi người được nghe nhạc và có nội dung chất lượng thôi. Mình cũng không thể nói là tiền không quan trọng được. Thật ra là tiền rất quan trọng. Nghề gì cũng phải kiếm được tiền đúng không? Không kiếm được tiền thì làm gì, sao làm mãi được. Có những cái kênh mà họ chỉ làm một mình thôi, có nghĩa là động tay động chân một mình làm tất cả ấy, nhưng nó vẫn hot và nó vẫn nổi, nó vẫn đi lên ấy. Thì theo chị, đâu là cái yếu tố quan trọng nhất để khiến cho một cái kênh YouTube phát triển và được nhiều người ưa thích? Em nghĩ là nó là do cái yếu tố chân thực. Chị thì chị nghĩ như nào? Nếu mà nói là yêu thích thì khó nói lắm, tại vì có 1 tỷ kiểu người, mỗi kiểu người ta lại thích một kiểu ấy, nên là khó nói lắm. Kiểu gì cũng có fan hâm mộ hết, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Nếu em không chân thật thì đúng là em sẽ không thể chiếm được cảm tình từ cái tuýp người mà hâm mộ cái kiểu đấy. Người ta đã thích kiểu đấy thì người ta nhìn là người ta biết ngay là có phải kiểu đấy không ấy, đúng không? Em phải chia sẻ thật, hầu như cái gì chị cũng chia sẻ thật hết. Mà những cái nội dung chị làm thì nó cũng ít khi dựa vào trend. Ví dụ như là các bạn YouTuber khác thì sẽ hay bắt trend, nhưng mà chị thì không hay dựa vào trend, tại vì chị thích làm cái gì mà nó đem lại cái giá trị cho người xem hơn. Đấy là kiểu của chị, mỗi người một kiểu. Trong các cái nội dung video của chị ấy, nó sẽ có sự thay đổi. Và trước đây thì chị sẽ quan tâm đến tập luyện nhiều hơn này, xong rồi chị sẽ có những cái series về dinh dưỡng này, và bây giờ là sex education. Thì chắc chắn là chị phải học thêm nhiều. Và cái quá trình mà chị học, chị có thể chia sẻ là chị học từ đâu, từ những cái nhỏ nhất, ví dụ như là làm thế nào để đặt góc máy quay, cho đến là những cái lớn hơn như là làm thế nào để học về cả cái mảng đấy, để có thể chia sẻ nhiều cái thông tin bổ ích đến cho người xem. Thật ra chị không được đi đào tạo cái gì cả, nhưng mà chị vừa biết quay, chị vừa biết dựng, chị vừa biết chỉnh ánh sáng, chị vừa biết làm hiện trường, chị vừa biết tạo, nói chung tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ mà nó không phải là do mình đi học, mà là do mình có kinh nghiệm ấy, và lúc mà người ta làm ấy thì mình để ý. Ví dụ như là chị hay quan sát. Mình hay được đi đóng quảng cáo ở những cái ekip xịn sò chẳng hạn, thì các ekip ấy mình bắt đầu lân la hỏi là cái này anh mua ở đâu ấy, cái này bao tiền. Xong rồi ui dồi ôi, cái máy này, riêng cái máy này thôi 200 triệu rồi em ạ. Thế chị, thế khi nào thì người ta sẽ dùng đến cái máy này hả anh? Khi nào mà cái ekip của em ấy nó đầu tư lên đến 1 tỷ em nhá. Thì kiểu mình sẽ hiểu dần. Sau đó chị bắt đầu tìm hiểu mua máy. Xong cái thời gian đầu á, chị kiểu mua máy mà cũng không biết dùng cơ. Mình đều phải, nói chung là mình mầy mò, mình có kinh nghiệm. Còn về cái phần thay đổi nội dung ấy, mọi người hay bảo là huấn luyện viên thì đi dạy thôi, đừng có mà làm những cái kia. Mọi người hay nói thế, nhưng mà chị chả quan tâm, tại vì mình quan tâm đến điều gì thì mình chia sẻ điều đấy. Thế thôi, cái con người của mình nó phát triển. Mình đâu thể là mình 8 năm trước được đúng không? Bây giờ mình lớn rồi, mình phát triển về tâm hồn, về tri thức, về kiến thức, và về cả mảng cưới chồng thì phải có hôn nhân, thì phải có tình dục chứ. Mà chị lại rút ra được rất nhiều những cái bài học từ cái việc tình dục và mối quan hệ vợ chồng. Nó làm thay đổi cuộc đời và tính cách của chị. Nên là chị chia sẻ cái đấy để giúp người khác chấm hết. Mình không phải là có ý đồ gì đâu, không toan tính đâu. Bởi vì Kit cũng mới biết Na có 1 năm thôi. Kiểu Hana Giang Anh là ai? Bà ý là gì? Lúc ý em vào đây em không hề biết Finish là gì, và em cũng không hề biết Hana Giang Anh là ai cả. Đúng rồi. Hôm đầu tiên em gặp bà em còn bảo là tại sao bà lại nhồi nhăng như thế. Rồi quay trở lại vấn đề, đó chính là thời gian gần đây thì em cũng có kiểu là biết là Na kiểu nói lên quan điểm của mình, mặc kệ những cái lời mà mình kiểu không thích mình như thế nào ấy, thẳng thắn. Thì có bao giờ Na đã buồn chưa về cái việc mà kiểu những fan mình nhận xét là không tốt về mình, và kiểu những nhận xét mà mình kiểu cảm giác mình tổn thương hay chưa? Thời gian đầu thôi, kiểu còn non và xanh thì người ta mới bị những cái đấy nó chi phối. Chứ còn cái lời mà người ta nói đến mình thì ngày nào cũng có và rất nhiều. Và mình càng được nhiều người biết thì cái tần suất nó càng tăng lên, không bao giờ nó ít cả. Và chị có đọc trong một quyển sách là mình càng thành công thì càng có nhiều thị phi. Đấy là chuyện bình thường. Nếu như mình không thành công thì chẳng bao giờ ai thèm quan tâm đến mình để mà thị phi chấm hết. Thời gian đầu người ta nói thì mình buồn, xong mình để ý xem là mình có như thế thật không. Nhưng mà chắc chuyện đấy cách đây 7-8 năm rồi em ơi. Lâu lắm rồi chị không quan tâm đến chuyện đấy ấy. Bây giờ chị đọc cái đấy chị hay cười ấy. Chị thấy thế à. Hana còn để ý hết đến những cái lời tiêu cực như thế thì đã chả có ngày hôm nay. Kể cả chị hay là bọn em hay là các bạn đang xem ở video này thì ai cũng sẽ có những lúc mà bị người khác nói. Làm gì có chuyện không có. Làm gì ai cũng thích mình mãi được. Nhưng mà chả nhẽ mình lại
ôm dâm dặm bụng à? Từ đây em thấy nó cũng là một cái ý tưởng hay cho một cái chủ đề mà các bạn sẽ quan tâm, tức là cái chủ đề về mental health. Làm thế nào để mình có thể làm chủ được cái hạnh phúc của mình bằng cách mình điều khiển cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình, đúng không? Nó sẽ là một chủ đề hay, và có khi đấy sẽ là một cái chủ đề sắp tới trên kênh Inspire Boutique Fitness. Đúng rồi. Tại vì là Alice rất là thích làm về mental health ấy, thích những cái thứ liên quan não. Thế nên là mình có bảo là vậy bây giờ mình sẽ phát triển cho các bạn đi làm content creator, thì Alice sẽ làm một cái Alice show về mental health ở trên kênh Inspire Boutique Fitness. Và nó ở đây nè. Mọi người hãy click vào để follow nó, subscribe nó ngay bây giờ để xem show của ba bạn này xem như nào nhá. Đúng kiểu mỗi người một cá tính. Thực ra hồi xưa chị rất là đam mê làm YouTube, và từ hồi mà chị làm Inspire thì chị phát hiện là chị có một đam mê khác. Chẳng ai thích là quản lý đâu mày ơi. Quản lý là cái thứ khủng khiếp nhất trên cuộc đời này. Không ai thích đi kiểm soát người khác cả. Lâm trời. Đúng. Chúng ta là gì nhỉ? Trời non. Trời non Inspire. Thực ra hồi xưa chị chỉ thích mỗi một là đi dạy, hai là làm YouTube. Vì hai cái điều đấy nó giúp mình được chia sẻ, nên là mình có nhiều niềm vui. Xong bắt đầu từ lúc làm Inspire nhá, chị được nhân giống mấy người này này. Xong rồi ôi kiểu như là mình thích phát hiện ra mình thích được ươm chồi ấy. Mình phải nói thẳng là ươm chồi chứ nó không phải đào tạo. Đào tạo là giống như kiểu mình chỉ đi dạy người này người kia thôi. Nhưng mà đây là giống kiểu mình tìm xem là ai có điểm mạnh gì, ai phát triển cái này thì hay, xong sẽ bắt đầu là kiểu nào định hướng ấy. Đấy, phát triển đi. Xong rồi bắt đầu ủn mông làm đi, đừng có như thế nữa. Nên là mỗi một cái thành công với một bước đi của mọi người đều là một niềm vui rất vui của chị. Có một vài bạn cũng chia sẻ là các bạn ấy cũng thích được chia sẻ và thích được trò chuyện. Thế nhưng mà cái việc các bạn ấy bày tỏ bằng cái ngôn ngữ, bằng cái lời nói, nó hơi gặp vấn đề. Chị có một cái tip gì đấy dành cho các bạn để các bạn có thể tự tin hơn? Khi mà mọi người làm cái video ấy, mọi người đừng có bấm máy liền, mà mọi người phải làm viết một cái dàn ý ra. Đấy là cái quan trọng nhất. Thực ra không ai muốn chuẩn bị trước cả. Thích cảm xúc tuôn trào, nhưng kiểu gì thì kiểu, nếu mọi người muốn cái video của mình nó xúc tích và không lan man thì mọi người phải viết được cái dàn ý. Nói một hồi là phải nhìn xuống xem là cái phần tiếp theo mình nói là cái gì, xong mình bắt lại vào đấy. Cái này nó cũng phụ thuộc vào năng khiếu mỗi người. Chị thấy có nhiều người nói chuyện rất là tốt, nhưng có những người họ gặp khó khăn trong việc nói, đặc biệt là ngồi trước máy quay luôn. Nhưng mà chị nghĩ là mọi người cứ phải làm, tại vì cái gì làm dần rồi thì mình cũng sẽ quen, lúc đấy mọi người sẽ chuyên nghiệp hơn. Em cũng đã từng quay rồi, xong rồi nhá, quay xong rồi kiểu mặt nó bị lệch bên nọ lệch bên kia, xong rồi em quay đến 8 tỷ lần, em thề với chị luôn. Kiểu một cái câu đấy xong nó đến 8 tỷ lần ấy, xong nó đến lần thứ 8 tỷ linh 1 thì em bắt đầu chán. Đấy. Và mình hết cảm xúc, em nghĩ là có nhiều người như em ấy, kiểu có nghĩa là cái lúc mà mình quay thì mình luôn muốn cho mọi thứ nó hoàn hảo. Hiểu. Thế nên là cái lúc mà chỉ cần mắc một cái lỗi bé xíu thôi ấy, thì mình cũng không muốn là nó sẽ như thế, thế nên là mình sẽ quay lại. Mình có cái gì thì mình cứ show cái đấy một cách tự nhiên, không phải ai cũng hoàn hảo cả, đúng không? Xong rồi về sau rồi thì em sẽ chuyên nghiệp hơn, em sẽ biết cách là góc mặt nào thì nó đẹp, rồi nói năng như thế nào thì nó hay. Nhưng cứ là mình chứ không cần hoàn hảo. Đừng hoàn hảo, tại vì em không hoàn hảo được đâu. Nếu em cứ muốn hoàn hảo thì em sẽ mãi không up một cái video luôn ấy. Khi em tự làm YouTube nhá, thì em có thể được làm theo cảm xúc của em. Nhưng lúc mà em chuyên nghiệp hơn rồi ấy, sẽ có những lúc mà em phải làm theo sự sắp xếp của người khác và yêu cầu của người khác nữa. Thì em cũng cần phải có một cái tiêu chuẩn, thì mình phải giữ cái cảm xúc của mình nó luôn ở mức ổn định, vừa phải, không quá. Làm mới cảm xúc của mình trong cái việc mà sáng tạo nội dung là một việc rất là quan trọng. Đúng. Cái sáng tạo nội dung nó phụ thuộc vào cảm xúc nhiều lắm. Nhưng nếu bạn nào mà để cảm xúc chi phối quá thì một năm không ra video ở đây. Đã từng. Chán là chán ngấy rồi em ạ. Chán ngấy ra, mọi người cứ bảo nào làm video cấp bụng đi. Tao làm rồi, tao không thích làm lại. Nhưng mà mọi người thích xem lắm, nhưng tao không thích làm lại. Tao chán lắm rồi, tao không muốn gấp bụng nữa. Anh chồng chị ấy còn bảo là anh nghĩ ra rồi, anh sẽ nghĩ giúp em. Bây giờ em làm video gấp bụng 7 cấp độ. 7 cấp độ. Tức là ông ấy bảo là phải đánh vào những cái trend. Gấp độ 7 cấp độ. Cấp độ 1 như này, cấp độ 2 như này, các thứ. Đấy, em phải bắt đúng trend. Em phải quay trở lại những cái xôi thịt đi. Giờ chị từ chối và thôi, em không làm lại những cái đấy được đâu, em làm cái khác. Thì phải nghĩ ra những cái mới hơn, mà nó phải vẫn hay. Ví dụ như cái cơ bụng 1-1 gần nhất này, 1 triệu lượt xem trong 1 tháng ấy. Huấn luyện viên cũng như là làm YouTuber ấy, em thấy nó khá giống nhau ở chỗ đó chính là cả hai đều là sáng tạo nội dung. Thật sự luôn. Bởi vì nếu như mà
nghe tại thời điểm hiện tại em không biết Alice hay Sarah như nào ấy. Bởi vì đi dạy ấy, mà mình thường mình nếu như mà sau một tuần là hai tuần thôi mà mình không đổi cái list nhạc ý nữa là mình sẽ xóa bỏ cái bài nhạc đấy khỏi cái list nhạc của mình và không bao giờ nghe lại. Và lúc nào mở người nào mở lại bài nhạc đấy mình sẽ kiểu là một thể tắt nó đi và kiểu thường xuyên cái việc ý xin giống như là mình phải nuôi dưỡng chứ cái gì nuôi bằng cách nào á? Nuôi dưỡng tâm hồn của chị. Hỏi khó ấy. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách là mình tránh xa mạng xã hội đấy. Tức là mình là người làm sáng tạo nội dung số, mình gắn rất liền với mạng xã hội nhưng mình phải tránh xa mạng xã hội. Mọi người không nghĩ như thế đâu, tại vì đa phần YouTuber ấy đều cắm mặt vào điện thoại liên tục ấy, kiểu như là check comment, check chiếc ấy. Nhưng mà chị phải tránh xa cái đấy, tại vì chị càng cắm mặt cái đấy nó càng xoáy chị vào ấy, chị không trau dồi bản thân của chị được. Mình phải tách nó ra để mình đi ra một chỗ khác, mình trau dồi mình lên xong mình quay trở lại đấy để mình sáng tạo. Chứ còn nếu mình cứ cắm đầu ở trong đấy, mình cứ bơi trong đấy không bao giờ phát triển được. Với cả có một cái tip nữa rất là hay, đấy là mọi người nên xem của nước ngoài, không nên xem nội dung của Việt Nam, tại vì như thế mọi người sẽ không bao giờ là người đi đầu xu hướng hoặc là có những thứ mới được. Hiểu không? Hồi xưa chị toàn xem nước ngoài, không bao giờ xem ở Việt Nam. Nhưng bây giờ kênh YouTube nó cứ hiện video Việt Nam lên ấy, nó cứ đập vào mặt chị. Em phải xem Thái Lan. Thái Lan. Mày hợp với Thái Lan đấy. Thế mọi người và dự định để làm cái kênh của mình như nào đây? Rồi, đối với em thì em phát hiện ra là cái não bộ của mình nó có một cái cách hoạt động rất hay, và cái cách hoạt động của não bộ nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình, và từ đấy mình có thể điều khiển cảm xúc, suy nghĩ của mình để khiến cho cuộc sống của mình có thể trở nên hạnh phúc hơn hoặc là kém hạnh phúc đi. Vì vậy những cái show, những cái tập tiếp theo của Alice Show sẽ là những cái tip, những cái trick để khiến cho mọi người kiến tạo một cái cuộc sống trở nên chất lượng cao hơn, văn minh hơn và hạnh phúc hơn. Rất là hiện đại ấy. Tại vì hồi xưa người Việt Nam ấy không có nhiều tiền thì họ sẽ chỉ quan tâm đến ăn no thôi, ăn đủ thôi. Xong bây giờ bắt đầu hơi có tiền một tí thì là sẽ quan tâm đến việc tập cho nó đẹp hơn. Xong rồi đến một ngày họ có nhiều tiền rồi, họ sẽ quan tâm việc làm để hạnh phúc hơn. Đấy gọi là một thứ phát triển văn minh hơn đấy em ạ. Dần dần người ta sẽ quan tâm đến não hơn. Nào thế bọn em quay trở lại thời kỳ đồ đá. Tự nhiên bảo kiểu Alice văn minh hơn, cảm giác mình như kiểu người tối cổ ấy. Thực ra thì em đã trải qua một quá trình tập luyện rồi ăn uống rồi giảm cân, có nghĩa là thay đổi ngoại hình vóc dáng của mình. Thế nên là em nghĩ là em sẽ làm về cái mà mình có kinh nghiệm, có nghĩa là em sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà tập luyện, mà nhất là đối với những người mà không có thời gian tập luyện, chẳng hạn những cái video nhanh, ví dụ như kiểu tập bụng rồi tập tay tập chân đấy. Nói chung là nếu như mọi người muốn tập cái gì thì hãy comment ở phía bên dưới để cho mình biết, mình sẽ làm video về những chủ đề mà mọi người thực sự muốn và quan tâm. Đấy, có nghĩa là em sẽ làm về tập luyện, chia sẻ những cái kiến thức về tập luyện nữa. Đó. Còn Kip? Đối với em thì em cũng gần giống như Sarah thôi. Anh là... em làm trong tình hài. Hello xin tất cả mọi người. Bà không nói gì cả. Bà không nói gì cả trong vòng 30 phút. Em thì em sẽ làm xây dựng một cái nội dung như là Kid Cardio hay là Kid First, có nghĩa là những trải nghiệm đầu tiên của em. Bởi vì đã vào được Inspire một năm và đã tiếp xúc được với mọi người một năm, biết rất nhiều cái như là healthy này hay là eat clean, tất cả mọi thứ đều bị ám ảnh về việc đấy. Và gần như là kiểu em là một người khá là ương bướng và kiểu không theo nó. Và bởi trong thời gian gần đây thì hứng thú với nó và sẽ kiểu trải nghiệm của những người lần đầu tiên mà tiếp xúc với nó như thế nào, nó sẽ có những khó khăn gì, hay là những cái tip mà những người đã đi trước dành lại cho mình, thì nó sẽ cảm giác là mình cũng cảm nhận được. Và những bạn mới tìm hiểu về eat clean hay những chế độ healthy sẽ dễ dàng hơn. Đó. Chủ đề ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Hiện tại thì bọn mình vừa mới quay xong một cái Inspire Program, tức là tất cả bọn mình cùng sáng tạo ra 6 bộ môn của Inspire mang bản quyền của bọn mình. Nó cực kỳ đỉnh cao và bọn mình sẽ làm những cái phiên bản đến 100 luôn, nên là đang rất là motivated ở đây. Mọi người đừng quên là theo dõi, subscribe kênh YouTube của Hana Giang Anh. Nếu mọi người chưa bấm nhấn nút quả chuông để nhận được thông báo khi mọi người up video mới hàng tuần. Và subscribe kênh YouTube của Inspire Boutique Fitness và nhấn quả chuông nếu mọi người chưa nhấn. Và trên đó thì sẽ có 3 gương mặt này. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng sau. Bye.